Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn từ chính những giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua ở trên thị trường, để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, mọi nhà đầu tư cùng đánh giá và trực tiếp thấy rõ về những giá trị giao dịch này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng những gì mà bản thân tôi đang chia sẻ, đang gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và thấy rõ được mọi giá trị này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản, giống như bọn bịp bợm lừa đảo ngoài kia được gọi là thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới hay pro trader hoặc chuyên gia Forex, chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, hoặc những giá trị chia sẻ vô căn cứ của những thằng được gọi là gì nhỉ? Nhiều kinh nghiệm ở trên thị trường nhưng chỉ là những thứ nói mồm, dùng mõm để chia sẻ trên thị trường về đầu tư Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư, không có chuyện dùng hình chụp giao dịch Forex, dùng những phân tích đều lừa đảo trên thị trường mà không vận dụng, không áp dụng vào trong thực tế, mà đòi gọi ra rằng người đó là trader hay người đó là nhà đầu tư trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng giữa những giá trị phân tích ở trên thị trường và những giá trị nhất định, rồi những giá trị đưa ra những chiến lược trên thị trường và giao dịch vào trong thị trường thực tế hoàn toàn là những giá trị khác biệt hoàn toàn so với cả những gì nhà đầu tư tưởng tượng. Nếu mà bản thân bọn chúng giao dịch vận dụng được với những giá trị kiến thức, phương pháp của bản thân chúng trên thị trường về đầu tư, bản thân bọn lừa đảo này, bọn nó đã vận dụng, áp dụng vào trong thực tiễn chứ không phải chỉ nói mồm và dùng mõm. Tôi minh chứng bằng thực tiễn để nhà đầu tư thấy rõ. Tôi cho nhà đầu tư để nhà đầu tư nhìn nhận được đúng về mọi giá trị ở trên thị trường, để nhà đầu tư hiểu được rằng đâu là những giá trị kiến thức thật sự để vận dụng vào trong thị trường thực tế. Đâu là những kẻ không có khả năng giao dịch, không có khả năng vận dụng, không có khả năng áp dụng vào trong thị trường thực tế nhưng vẫn ra ngoài lừa đảo, bịp bợm nhà đầu tư rằng bản thân bọn lừa đảo này vẫn đang tạo được ra những giá trị lợi nhuận với những giá trị hứa hẹn, rồi những giá trị đảm bảo vô trách nhiệm ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Từ phương pháp đánh scalp, đánh lướt, đánh swing, đánh hẹp và đến bây giờ đó là phương pháp đánh nhồi lệnh tôi gửi đến nhà đầu tư, để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể trực tiếp thấy rõ về toàn bộ những giá trị của kiến thức, của phương pháp và những giá trị kinh nghiệm đi lệnh ở trên thị trường, để nhà đầu tư tự đưa ra cho bản thân các bạn những giá trị đánh giá, những giá trị nhìn nhận và những giá trị thực tế để các bạn xác minh được rằng đâu là những cơ sở, đâu là những người có khả năng áp dụng vào trong thị trường thực tiễn này. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn là những người tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex, bản thân các bạn là những nhà đầu tư hãy thận trọng nhìn nhận, hãy thận trọng đánh giá và hãy thận trọng để thấy rõ được về mọi vấn đề ở trên thị trường. Và hãy hỏi lý do tại sao những kẻ lừa đảo, những kẻ bịp bợm ở ngoài kia được gọi là thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới, hoặc pro trader, hoặc chuyên gia Forex, quản lý quỹ, chủ các kênh YouTube đã chia sẻ về Forex, chủ các diễn đàn Forex đang núp bóng dưới hình thức IB cho sàn, vẫn đang lừa đảo nhà đầu tư một cách nhiệt tình. Nào là phân tích tín hiệu, nào là cho lệnh ở trên thị trường, nào là đưa ra những bảng vẽ về xu hướng trong tuần, trong tháng, trong ngày là như thế nào, rồi điểm vào ra lệnh ở trên thị trường. Nhưng thực tế thì sao? Bọn lừa đảo, bọn bịp bợm này có giao dịch, có vận dụng, có áp dụng vào trong thực tế để tạo được ra những giá trị lợi nhuận để minh chứng cho nhà đầu tư thấy rõ hay không? Đó mới là vấn đề để nhà đầu tư cùng đánh giá. Tôi cho nhà đầu tư thấy rõ để nhà đầu tư hiểu được vấn đề này, để nhà đầu tư nhìn nhận lại và nhà đầu tư kiểm chứng lại toàn bộ những giá trị này. Bất kỳ một ai thành công đều phải minh chứng, đều phải có giá trị để cho nhà đầu tư kiểm chứng về toàn bộ những gì mà bản thân họ chia sẻ trên thị trường. Không có chuyện ra ngoài thành công, chỉ là những cái vấn đề tin thì theo, không tin thì đừng theo, và gì nhỉ, hết duyên hay đủ các thứ trò trống trên thị trường này để bản thân những thằng bịp bợm, những thằng xảo trá này tìm đủ mọi cách để né tránh phải chứng minh mà
bản thân các nhà đầu tư chỉ nghe thấy những giá trị chia sẻ bằng mồm, sử dụng bằng mõm và những hình chụp để Photoshop, sử dụng demo để bịp bợm nhà đầu tư rằng bản thân bọn chúng tạo ra những giá trị thật sự trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi góc khuất ở trên thị trường để nhà đầu tư có thể hiểu được rằng bản thân các bạn đang đi với những giá trị của kiến thức, với những giá trị của phương pháp, với những giá trị của chia sẻ kinh nghiệm, toàn là những thứ vứt đi ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, sách vở và giá trị thực tiễn hoàn toàn khác xa nhau, chứ không phải là những giá trị giống nhau ở trên thị trường. Từ những giá trị ở trên sách vở để nhà đầu tư áp dụng vào trong thực tế là hoàn toàn là những giá trị mà bản thân các bạn chưa từng trải nghiệm, chưa từng va vấp, thì làm sao mà bản thân các bạn có thể vận dụng, áp dụng ở trong thực tiễn. Xin lỗi nhà đầu tư, thị trường về đầu tư Forex này không có chuyện là dễ hay là đơn giản. Ngồi lâu ở trong thị trường này là gọi rằng là có kinh nghiệm, là có thể giao dịch được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Thị trường này chỉ là dễ mất tiền, đơn giản, bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản mà thôi. Và xin lỗi nhà đầu tư, sống lâu ở trong xã hội thì các bạn còn được lên chức cha, chú, ông, cụ. Nhưng sống lâu ở trong thị trường Forex mà mất tiền thì các bạn chỉ là những kẻ ngu ngốc và những kẻ chỉ có nạp tiền ở trong thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Đừng có mà suy nghĩ rằng bản thân các bạn sống lâu ở trong thị trường đầu tư là các bạn sẽ trở thành những người có thể giao dịch được và những người có kiến thức và kinh nghiệm ở trên thị trường. Thứ kinh nghiệm của các bạn chỉ là những thứ kinh nghiệm đốt tiền, thứ kinh nghiệm của các bạn chỉ là những thứ kinh nghiệm nạp tiền vào trong thị trường giao dịch Forex mà thôi. Các bạn phải hiểu rằng những giá trị của kiến thức, những giá trị của phương pháp mà các bạn vận dụng không đúng mà nhiều năm trên thị trường thì đó chính là sự trải nghiệm và những giá trị của kinh nghiệm và những giá trị phương pháp mà các bạn đang đốt tiền cho chính chặng đường mà các bạn đang tìm hiểu về thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ bằng thực tế và nhà đầu tư phải hiểu rằng bản thân các bạn phải nhìn nhận, phải đánh giá và phải thấy rõ được toàn bộ về những giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Chẳng có chuyện ở trên thị trường này mà các bạn tham gia trải nghiệm vào rồi mà các bạn nói rằng các bạn mua sách hoặc lên Google hoặc học online là có thể tạo được ra những giá trị lợi nhuận trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, thằng viết sách đó nó có chứng minh được rằng bản thân chúng giao dịch, bản thân chúng vận dụng thực tế trên thị trường để nhà đầu tư kiểm chứng chưa? Rồi ở trên Google chia sẻ về những bí quyết, những phương pháp, về những kiến thức mà những đứa đang chia sẻ đó, chúng đã chứng minh bằng thực tế, sâu full tài khoản, chứng minh đánh cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi giá trị trên thị trường thực tiễn hay chưa? Và gì nhỉ? Bản thân các bạn thấy rõ được những giá trị chia sẻ trên thị trường này từ những thằng được gọi là thành công, được gọi là phân tích chiến lược rồi cho nhà đầu tư điểm vào ra trên thị trường, rồi cho nhà đầu tư nhận định ở trên thị trường. Những thằng đó nó đã áp dụng vào trong thực tế để cho nhà đầu tư thấy rõ về giá trị hiệu quả hay chưa, đó mới là vấn đề để nhà đầu tư cùng đánh giá, cùng nhìn nhận. Tôi chia sẻ bằng thực tế để nhà đầu tư cùng thấy rõ, và tôi mong muốn rằng trong thời gian tới bản thân các bạn là những nhà đầu tư hãy nhìn vào trong thực tế và có thể thấy rõ được tài khoản này. Bản thân tôi đã đi lệnh ở trên thị trường trong thời gian gần 3 tháng qua để nhà đầu tư cùng theo dõi và đánh giá. Lệnh đầu tiên tôi đi là vào tháng 1 nha. Đúng rồi, là khoảng 1-2, gần đúng rồi, hơn gần 2 tháng, gần 2 tháng qua ở trên thị trường để gửi đến nhà đầu tư với mong muốn rằng bản thân các bạn là những nhà đầu tư, bản thân các bạn là những trader, bản thân các bạn là những người trải nghiệm ở trên thị trường. Hãy nhìn nhận vào trong thực tế của vấn đề và xem xét lại cả một quá trình mà bản thân các bạn đang trải nghiệm, đang đi ở trên thị trường về đầu tư. Bản thân các bạn đã va vấp như thế nào, bản thân các bạn đã trải nghiệm như thế nào trên thị trường và bản thân các bạn đã mất mát ra sao. Và những người chia sẻ cho bản thân các bạn được gọi là thầy dạy Forex hay là những người chia sẻ về giá trị kinh nghiệm hoặc chủ các kênh YouTube chia sẻ Forex, chủ các diễn đàn Forex chia sẻ cho các bạn về
những giá trị được gọi là quản trị vốn, hoặc bất kỳ một ai trên thị trường này nói cả bản thân rằng, bản thân các bạn rằng ra vào trên thị trường quản trị vốn không đúng, hoặc ra vào lệnh khối lượng thế này thế nọ trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, hãy kêu bản thân những thằng đó chứng minh thực tế giao dịch sâu full toàn bộ tài khoản, chứng minh trong suốt một thời gian ít nhất phải từ 6 tháng đến 1 năm để nhà đầu tư nhìn nhận. Bản thân tôi đã chứng minh với cộng đồng, đã chia sẻ với cộng đồng live stream xuyên suốt 4 năm qua ở trên thị trường với hàng nghìn video để gửi đến nhà đầu tư để minh chứng. Và cho đến ngày hôm nay, bản thân tôi mới dám chia sẻ về phương pháp nhồi lệnh để gửi đến nhà đầu tư, để nhà đầu tư cùng nhìn nhận, cùng đánh giá và trực tiếp thấy rõ về những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Alo? Lên đây đi, chờ vợ em đi chợ cái. Đang đi chợ, lên đây cái. Nhé. Yeah.